một thiết kế trẻ trung, đem được lại một cái phong cách năng động cho cặp loa VA12 Pro phiên bản màu gỗ. Chúng ta đến với cái phiên bản mới nhất của năm 2022 này. Đây là một trong những cái đôi loa có một cái thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, đặc biệt là cái màu sắc của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy cái màu của nó toàn bộ này, toàn bộ là màu gỗ tự nhiên hết, cũng như là với cái thiết kế đặc trưng của dòng loa full rồi. Chúng ta có những cái ốc treo này, treo ngang, có những cái ốc treo trên đỉnh này. À, tay sách thì được thiết kế ngay phía bên trên. Ấn tượng nhất là cái tấm e căng, toàn bộ là màu đỏ gỗ hết rồi, nhưng mà cái tấm e căng thì nó vẫn giữ được một cái phong cách có cái chiều sâu nhìn vào phía bên trong. Đó là cái tấm e căng bằng chất liệu hẳn một tấm thép nguyên này và dập những cái họa tiết li ti. Phía bên trong còn có thêm cả những cái mút xốp để bảo vệ bụi bẩn cũng như là để lọc âm luôn. Đây là phiên bản bát 30. Chúng ta sẽ có một con bát 30 phía dưới với cái gân vải tầm dầu này. Còn ở trên là con chép kèn, thì đặc trưng của loa full thì nó sẽ là toàn bộ là bằng gân vải tầm dầu hết và chép kèn. Cái công suất của mẫu VA12 Pro này thì chúng ta khai thác được ở cái ngưỡng tầm 400 và có thể khai thác max, có là công suất cực đại của nó lên đến 1200W. WeWord Audio VA12 Pro. Phiên bản này sẽ là phiên bản karaoke chuyên nghiệp, trở kháng 8 ohm này, độ nhạy 99 decibel và chúng ta sẽ có cả hai cái đường new trick vào. New trick một là input và thứ hai chúng ta có thể link ra, có nghĩa là chúng ta có thể link song song loa ra với nhau. Đấu 1 cộng 1 trừ cho đường new trick và tụi em có những cái chia sẻ cho anh em về đấu. Hai lỗ thông hơi phía sau đủ đáp ứng đủ cái việc mà cái về cái tính năng cũng như về cái cách tính toán khí động học của cái mẫu loa này, làm cho cái tiếng bát nó đánh ra nó thoáng, nó không bị bí bách. Vỏ thùng dày dặn, độ bền cao và cái tiếng bát nó đánh lên cũng như chất âm đưa ra nó không bị vang vào cái vỏ thùng, nên là sẽ giữ được cái độ chuẩn mực, chuẩn xác của âm thanh, cũng như là khi chúng ta nghe những cái bản nhạc vàng. Rất nhiều các anh em băn khoăn là khi mà sở hữu cho mình một đôi loa full, chúng ta có nghe được những cái bản nhạc vàng không? Thì trên những đôi loa VA12 Pro này, chúng em khẳng định luôn cái điều là những cái bản nhạc vàng nó thể hiện rất là chi tiết, tinh tế, tiếng nó ấm, dày tiếng. Và khi chúng ta nghe những bản nhạc mạnh nữa, chúng ta nghe những bản nhạc mạnh thì cái độ uy lực mạnh mẽ của loa full nó sẽ phát huy được. Và đặc biệt là hát karaoke, nó sẽ cho chúng ta thả hồn và thỏa sức theo đuổi đam mê hát. Với đôi VA12 này, chúng ta có thể ghép với tất cả những cái dòng đẩy liền vang, hay là nói chung là tất cả những cái dòng đẩy liền vang. Thậm chí các anh em có thể tận dụng những chiếc âm ly cũ của mình, những chiếc âm ly 203, 506 mà chúng ta sử dụng thường xuyên, chúng ta có thể bắt đầu đánh được rồi. Nhưng để mà đến cái độ chuyên nghiệp thì chúng ta có thể sử dụng trong gia đình với những cái nền tảng mà Zika chúng em đã ghép. Hiện tại bây giờ có là như là đẩy X22 Pro này, đẩy X23 Pro này, đẩy rời GSX600 hay GSX1000 ghép với những chiếc vang 8D hay KM360. Hay là những chiếc đẩy liền vang như KS2020 đều có thể ghép với những dòng loa này. Vì nó là dòng loa full chuyên nghiệp nên nó phù hợp với tất cả những cái dòng đẩy, những cái dòng âm ly hiện nay. Các anh em có thể đến tại địa chỉ 133 để trải nghiệm và chúng em tư vấn thêm. Ok, không để mất nhiều thời gian các anh em, vì em cũng rất là nóng lòng để được trải nghiệm với chất âm của đôi loa VA12 Pro này. Cũng như là muốn truyền tải và đem đến cho các anh em một cái chất lượng của một sản phẩm. Còn giá chi tiết thì các anh em có thể gọi trực tiếp cho em luôn, hoặc là em sẽ để cái giá công khai dưới phần tiêu đề. Với đôi loa như này hiện tại đang có giá là 20 triệu đồng cho một đôi loa full cao cấp. Chúng ta có thể trải nghiệm ngay chất âm ngay bây giờ. Xin mời các anh em. Cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu hương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai nên khi trọn đời. Em ơi ta sống là bao, ơi là thế, đời sống không là bao, ơi là bao, đời không lâu là thế, ơi được bao năm hãy sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu
em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết yêu thương ngài, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao, hỡi là thế, đời sống không được bao, hỡi là bao, đời không lâu là thế, hỡi được bao năm hãy sống. Trọn đời.